Ok, hello anh em. Thì video này mình sẽ giới thiệu tới anh em về một cái chi tiết rất là nhỏ và ít ai để ý lắm, nhưng mà nhiều anh em mua xe về có khi vẫn không biết. Đó là cái bộ đồ nghề kèm theo xe. Thì cái bộ này tuy là nó rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp anh em khi mà anh em bị lỡ đường ở những đoạn đường vắng mà xe mình gặp trục trặc thì nó sẽ rất là hữu ích. Thì đối với Yamaha R3 2020 á, thì cái bộ đồ nghề nó được giấu ở trong cái yên sau á anh em. Đây mình sẽ lấy cho anh em coi. Anh em mở cái khóa yên ra ha. Anh em bật lên. Anh em dặn chìa khóa, anh lấy cái tay đỡ cái yên sau lên. Đó. Nó có hai cái gờ. Em dở lên kéo ở phía sau vậy nè. Có hai cái gờ nè không? Đó, thì đây là cái bộ đồ nghề của nó được giữ ở trong cái xe cao su. Thì anh em tháo sợi cao su ra ha. Nó có một cái gờ, nó có một cái cửa nó giữ cái sợi cao su ở đây nè. Anh em tháo ra. Em lấy cái bộ đồ nghề ra. Rồi, lấy xe một bên. Bộ đồ nghề là bằng vải ha, thay vì mấy cái xe nhỏ thì là bằng da nhựa. Cái này là bằng vải rất là bền anh em. Thì ở đây ngăn đầu tiên mình sẽ có là hai cái chìa khóa, hai cái cờ lê 10, 12 và 8, 10. Mấy cái này thì để dành mình có thể dùng cái 8, 10 này mình tăng chỉnh cái độ dài ngắn của dây ga. Cái 10, 12 thì tăng chỉnh được dây côn ha. Đó, rất là tốt. Rồi, mình có thể tháo được một số cái chi tiết trên xe. Đa phần dàn áo ngoài thì mình sẽ mở bằng lục giác. Ở đây nó có cho mình hai cái lục giác nữa. Để mình lấy cái này ra trước. Cái này là cây cảo phuộc nha anh em. Để tăng đưa phuộc đó. Thì nó có một cái cây nối nè anh em. Vì cái phuộc nó sao á rất là nặng. Anh em cầm sẽ cảo không nổi, thì cái cây này là mình sẽ xỏ như thế này. Xỏ thế này nè. Đó. Anh em đút cho anh em cảo nó sẽ có thế hơn. Đây là thanh nối ha. Mình sẽ nối qua mấy cái cờ lê cũng được. Mấy cờ lê anh em dắt vô đây nè. Dắt vô đây. Đó. Mở cũng tăng cái thế cho mình. Khi mà ốc cứng quá mình mở không nổi. Rồi tiếp đến là thì ngăn cuối cùng là một cây tua vít với lại hai cây lục giác. Cái lục giác thì ít có ai để ý lắm. Đây là tua vít hai đầu nha anh em, tua vít dẹp và tua vít ba ke. Bên trong đây thì nó có một cái, anh em thông cảm mình chỉ quay được có một tay thôi cho nên lấy ra rất là khó. Đây là cái cán vít nè, và bên trong đây nó còn hai cây lục giác nữa. Đây, một cây lục giác 4 ly và một cây lục giác 6 ly. Cái lục giác zin theo bộ thì nó có in thông số bên đây luôn nha anh em. Đây M4 4 và 5. Thì hai cái này là tháo dàn áo à. Tháo được dàn áo và cặp te rồi đó anh em. Rồi, tiếc là nó thiếu một cây lục giác 8 nữa anh em. Để giờ mình tháo được gác chân nè và một số cái con ốc lục giác lớn. Ở đây mình sẽ bổ sung cho nó, mình sẽ thêm cho nó một cây 8 ly. Đây mình sẽ cho thêm vô bộ nó một cây 8 ly. Rồi, vậy là mình đã có là 4, 6, 8, đủ 3 cái size tiêu chuẩn dành cho ốc lục giác trên xe R3. Đây là một bộ của nó nè anh em. Anh em mua về kiểm tra coi có đủ như là bộ zin thì xe không ha. Đó, ok, đây là video mình giới thiệu về cái bộ đồ nghề kèm theo xe của Yamaha R3 2020. Anh em thấy hay để lại cho mình một like, subscribe kênh mình để theo dõi những video mới. Cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye.